Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Mẹ Cường Đô La xúc động chia sẻ, mong con trai và Đàm Thu Trang bảo vệ nhau suốt đời. Vào ngày 28 tháng 7, Cường Đô La và Đàm Thu Trang được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm này là phương án được cả hai lựa chọn cuối cùng sau nhiều lần thay đổi. Trong ngày trăm năm, Cường Đô La để lộ vẻ lo lắng, căng thẳng. Theo tiết lộ của Diệp Lâm Anh, chú rể bị run khi xuất hiện trước đông đảo quan khách. Anh cũng lo ngày vui của mình có thiếu sót và làm phiền lòng mọi người. Phát biểu trong hôn lễ, Cường Đô La rơm rớm nước mắt. Anh nói lời cảm ơn đến mẹ vợ vì đã đồng ý gả Đàm Thu Trang cho mình. Và anh cũng không quên cảm ơn mẹ ruột, doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan. Cường Đô La nhấn mạnh mẹ đã cùng dìu dắt anh từ nhỏ đến khi trưởng thành và luôn bao dung với mình. Trước đấng sinh thành, anh hứa hai vợ chồng sẽ yêu thương và chăm sóc tốt cho nhau. Đàm Thu Trang cũng dành những lời cảm ơn chân thành với mẹ chồng. Con cảm ơn mẹ Loan đã dạy con nhiều điều. Từ lâu, con đã coi mẹ là người mẹ thứ hai của mình. Đứng bên cạnh con gái, mẹ Đàm Thu Trang không nén được cảm xúc. Bà bật khóc, nói với Thông Gia và hai con. Cảm ơn anh chị Thông Gia, đặc biệt là chị Loan. Chị đã sinh ra người con tuyệt vời. Tôi chỉ có hai con, nay con gái lớn đi lấy chồng. Nên mong anh chị chỉ bảo để cháu nên người, thành công trong cuộc sống. Gia đình tôi cũng sẽ luôn yêu con rể bé nhỏ và Su Beo. Trong khi đó, bà Như Loan nhắn nhủ hai con, khi đã gắn bó thì hãy yêu thương và bảo vệ nhau suốt đời. Lễ cưới của Cường Đô La ngay từ đầu đã thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Tuy nhiên, anh lại muốn ngày trọng đại của mình diễn ra trong sự yên tĩnh và riêng tư. Trước hôn lễ, anh gửi thiệp cảm ơn và xin lỗi phóng viên vì không thể hỗ trợ tác nghiệp. Từ sớm, an ninh của lễ cưới đã được kiểm soát bởi đội ngũ bảo vệ dày đặc xung quanh tòa nhà. Mọi khách mời khi đến dự tiệc phải đi qua hai lớp bảo vệ. Nếu họ ra ngoài thì phải check-in lại hai lần. Điều này không loại trừ với cả gia đình hai bên. Lần đầu trước khi vào thang máy, khách mời check-in bằng cách kiểm tra thư mời. Tiếp đến họ tiếp tục được kiểm tra lần nữa trước khi vào không gian tiệc cưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.